Hơi xin đoạn video nhỉ. Con này là của mình là nuôi ở đâu? Con này của mình là nuôi ở đâu? Là ở của Buôn Mê Thuột luôn hả? Dạ. À. Con này nó gọi là con gì? À, rồng rồng gì đấy hả? Rồng Nam Mỹ ạ. À, rồng Nam Mỹ hả? Con này là ở trên mạng nó có một con nổi tiếng lắm. Cũng là con này của thằng Ấn Độ rồi phải. Nè, ở không móng này của nó thì nó cũng có độ mài rồi, nó cũng đỡ. Con này là bắt trên chỗ phát lên không? Cắt rồi. Không, bắt trên chỗ lành. Hôm nay đi sâu Rockefeller gặp bạn này. Ủa để vậy nó không chạy hả? Con này là mình mua luôn từ bên Nam Mỹ chuyển về hay là mua ở Việt Nam? Ở đâu? Cho đẻ ở đây à? Đây là nuôi cả một con đực một con cái luôn. Ờ. À, bán ở bên kia hả? Ờ. Con này đắt không? Con này mà con của nó đắt không? Cũng tùy đẹp xấu nhưng mà con nó khoảng bao nhiêu tiền? Anh bán là con màu xanh lẻ là 800 đồng. Ai bán cái này? Bao nhiêu? Màu xanh lẻ 800 đồng. 1 triệu á? Rẻ thế? Rẻ vậy? Con này nó đẻ nhiều không? Một lần nó đẻ được mấy con? Mấy trứng? Tầm 4 trứng vậy. Mà nở thì sản xuất mới nuôi, sát xuất thấp lắm, sát xuất nở thấp. Tức là nó một lần nó đẻ được có khoảng 4-5 trứng thôi. 4 chục à? À ừ, thế thì mới bán 1 triệu thì còn được chứ mà. Bỏ mẹ đẻ 4 trứng mà lại bán 1 triệu con thì rẻ quá đó. Mẹ bán mười mấy triệu con. Con này chắc dễ nuôi nhỉ? Con này ăn rau củ quả thôi. Thì thực ra mà nói Nam Mỹ bên này mình khí hậu nó cũng tương đồng mà. Ở bên đấy nó nuôi được thì mình nuôi được. Ờ, à, nhìn đã. Nhưng mà nuôi chó rồi thì không nuôi bọn này được, mà nuôi bọn này là nuôi thả. Đúng rồi, thả ra là nó vả nhau một phát xong luôn, lại nuôi đúng một con mồi với lại một con chó. Bọn này sợ chó. Đúng rồi, nếu mà có nuôi là phải cho bọn này một cái khu quây riêng. Một khu quây riêng không là một khu quây riêng không là bọn này đương nhiên nó sợ chó rồi, bởi vì nó là con mồi của con chó mà. Thế rẻ nhỉ, con này mà con của nó có 800 với lại 1 triệu. Nhưng mà chắc là màu vàng nó đắt hơn à? Màu em đi tầm 10 triệu anh. Màu gọi là màu da cam này nó đắt hơn à? Không, con này thì nó gọi là màu đỏ luôn. Màu đỏ luôn à? Còn con nào? Màu đỏ là mà con của nó thì 10 triệu. Nó màu hiếm à? Không, con màu hiếm là có 10 triệu là nó sẽ là màu vàng. À. Là dòng hippo thì nó không có màu đen. Ừ. Tức là nó vàng hết toàn thân. Không, là nó màu cam như vậy luôn. À không có một tí vẻ đen nào. Dạ, đầu nó màu cam. Ừ. Còn nó 10 triệu. Nhưng mà kể ra mà nó có vằn vằn cam, vằn đen như thế này thì nhìn nó mới đẹp chứ. Không. Hay là vẽ? Không, có màu cam nhìn đẹp lắm. Có màu cam là cam hết nhìn. Cam hết lắm. Từ đầu đến cuối hả? Màu chói hơn màu này nữa. Màu tươi hơn màu này nhiều. Mẹ đúng theo kiểu phong cách của bọn bò sát là khi mà nó nằm im như kiểu con cá sấu, là nằm như con chết rồi. Không, con nhỏ thì nó chạy, với con này càng lớn nó người nó nặng anh. À. Với là bọn này mà nó nằm không thì nó chả nằm im, nó phơi nắng nó nằm im, con cá sấu nó còn nằm nó há mồm ra nằm nghỉ. Bên kia xem kia có con nhỏ hơn. Mua một con rồng Nam Mỹ và làm mồi nhử cho rốt quay lơ, nó sợ chó. Bọn này nó sợ chó. Kata sắp vào thi, để tí quay video Kata.